Em phải cầm để em hát chừng nữa đeo headset thôi á. Dạ. À, Thanh ơi, ở dưới có sẵn headset không? Dạ. Cho anh mượn cái cây nói chuyện tạm nó được. Ủa? Này các bạn ơi, các bạn có quay hình ảnh có cái tập luyện này kia thì mình đăng sau khi phát sóng tập này nha. Các bạn đừng có đăng trước mình sẽ bị lộ người chơi, nó sẽ không vui nha. Tất cả các bạn nha. Cảm ơn em. Anh dặn là tất cả các bạn quay kênh của trong nhà hoặc là các anh chị nghệ sĩ là mình đăng sau khi tập phát sóng nha. Rồi cảm ơn các bạn. Cái này ra sơ lúc đâu được vậy? Cái đoạn của em giống như là nãy giờ. Bây giờ em đi lên sơ vô đây cũng được. Em hát đi, anh chưa có biết cái để anh lát anh làm cái mở đầu cho em. Bây giờ em dựng sao em cứ làm bài của em đi. Rồi lát anh coi. Họ không có nâng đâu. Nhảy mà sao đăng? Nâng. Bây giờ hát tạo này nha, để chuẩn bị cho bác cái chai. Ok, dạ. Lên chuẩn bị lên ra từ đâu ra cái chậu này. Rồi, bây giờ em nhắc mới vô sao? Bây giờ mới hút một mình. Mấy bạn mới vô không? Cái lời trong điểm thứ 2, điểm thứ 2 là bạn đang sơ vô. Xong cái có một khúc lắng. Khúc lắng thì bạn cầm hồng. Trên TikTok mở tiếng rồi. Vô nhảy chung ba người. Mà chứ em không nhảy nhiều vậy. Em thấy lo hát kiểu nhảy nên sợ. Thì em hát thôi. Bây giờ em chạy đi rồi lát anh tính vị trí cho. Okay, em chạy đúng cái bài của em đi. Okay. Em bắt đầu vị trí của em sẽ ở đâu? Ủa, ở đâu được rồi. Không, em cứ giờ em vô em hát đi rồi lát anh chạy cho. Anh chạy rồi, xuất hiện. Nhật ơi. Kêu bung cái ghế đó ra anh đi. Bung cái ghế đó ra anh em. Bung cái ghế đó. Số 4 anh em. Cho số 4 nè, nhất. Thank you.
vô diễn nha. Vô diễn gì đó, vô đạo gì đó, MC gì đó. Em yêu diễn theo lời hả? Em diễn theo cái lời phải không? Em muốn diễn theo lời phải không? Theo bạn gái phải không? Anh nghĩ là dạ, bé nên xuất hiện đầu á, khúc đầu giờ mà chưa có dancer phải không? Dạ. Thì bé nên khúc đầu ra đi, nó hay hơn. Hơi đơ. Hả? Hơi đơ. Không, nó khúc đầu ra diễn với em xíu, anh sự ngốc người bé đi vô. À, cái tiếng anh dùng khúc đầu một mình đang có sự đăng về dancer nam, cuối cùng là cái dancer nữ khúc lắm là bạn nữ gì đó. Dạ hả? Dạ. Bây giờ thì, bây giờ diễn thì em sẽ từ đó em bước lên nè. À. Dạ. Vô hai bạn ở trong đi. Vô nhạc em ở đây từ vị trí này nè. Vâng. Em vẫn giữ cái vị trí nãy ngồi hưởng thụ vậy á. Rồi, okay. Rồi em bước lên. Bước lên. Em bước lên em hát. Không. Ờ. Dạ. Canh lát canh nhạc cho kịp. Dạ. Các bạn cho đeo khẩu trang mỏng giùm anh, đồng loạt giống nhau hết luôn đi nha. Để các bạn hát xong rồi các bạn sẽ gỡ khẩu trang ra. Dạ. Rồi sau em hát cái lời đây, hát cái lời đây trong lúc em hát hết cái lời thì gần tới điểm cuối thì hai đèn sao xuất hiện. Hai đèn xuất hiện xong nhảy cái điểm cuối 2 chung nha. Dạ. Xong hết điểm cuối 2 rồi đó. Nó sẽ quay lại điểm cuối thêm một lần nữa thì cũng nhạc lắng á. Hồi nãy nhạc lắng anh thật sự muốn nấu nhạc lắng thì lúc này bạn này mới đi ra nè. Là diễn với nhóm nam nữ không? Dạ. Rồi anh hiểu rồi. Sau đó lắng em đúng thêm một lần full điểm cuối. Dạ không, em nghĩ là em hát lại điểm cuối một lần nữa là nào luôn. Có nghĩa là em sẽ hát là anh thật sự muốn nấu về. Thế còn xứng đáng yêu không? Thay vì nếu mà anh biết rằng anh sai em sẽ làm là điểm sống của em làm. Được ok, thì anh thấy nửa cái đầu gặp với nửa cái sau rồi. Dạ đúng, dạ đúng, dạ đúng, dạ đúng. Dạ đúng, dạ đúng, không mấy lời luôn á. Không mấy lời luôn, nhảy nhớ. Giờ cái này diễn sẽ chứ. Dạ. Không, tới đó em bỏ điện thoại, em bỏ cái này ra nữa em sẽ nhớ lại. Tại giờ nó mất tập trung quá. Rồi giờ chạy lại ha. Em xuống dưới nằm dưới, em xuống dưới nằm dưới đi. Em xuống dưới nằm dưới ha. Rồi ngồi đây đi. Rồi hai bạn vô trong, hai bạn đi sơ vô trong anh. Cho anh một cái đầu bấm á mà tụi em làm bằng cái mod á, hiểu không? Bằng mod á để cho đăng làm đạo cụ nó diễn. Để khi bạn cầm lên này đăng thì em sẽ có cái cục mod này đăng. Em sẽ có cục này bằng mod thì em cầm lên em quăng em diễn luôn cũng được. À, dạ, quăng luôn. Giống như em cái nghề của em bỏ này nè. Rồi giờ cho bạn một cái cục gì đi. Bữa quay thật là có setup vậy luôn ha. Anh setup vậy luôn á. Không có sao á. Tại vì cái nó hài mà vui mà cái này là vị trí của làm việc của em thường ngày vậy đó. Dạ dạ ok. Giờ là mấy anh bay giám khảo chính thành thì kia ngồi đó em. Ừ mấy ông ngồi đó em ngồi đây. Dạ ok. Thì mấy bữa trước anh cũng làm ghế ngồi được sân khấu dễ thương lắm. Dạ. Cái remote đó anh. Remote em cầm em dục ha. Đủ nhạc phải không? Này nhạc lên là em sẽ bước lên nha. Em bước thẳng lên đây luôn phải không? Dạ được. Rồi ok. Rồi 3, 2, 1 nhạc. Không cầm lên mấy ấy. Em cầm lên em thực sự ngu ngốc em giục nó đó sao á. Đúng không? Nè cầm đây nè. Từ từ chậm thôi. Giống như giục cái đồ ấm. Đeo có đeo khẩu trang á. Yeah.
thật sự ngu ngốc giục em kéo khẩu trang ra là được. Anh thật sự ngu ngốc rồi cái nhanh giờ đó đó em kéo ra. Hả thầy đen sơ bạn dặn mà. Đó theo nhạc thì được, nhạc hát thì không vô. Xấu chứ vô này đi ra nữa. Dạ. Em dựng khúc cuối là chia tay bạn nữ vô đi. Em đứng đây xuống luôn chứ em vô rồi lại đi ra nữa. À là phải đi ra lại hả? Ừ, mới đi ra lại em giao lưu chứ. Để, hoặc là khúc cuối nè em nhìn đi má em mang em đi vô luôn. Okay. Rồi em rồi, quay lại. Hai đen sơn đang ở. Rồi chờ sau. Vậy. Rồi em vẫn đợi lại sân khấu. Ok chưa? Lần nữa không? Dạ được em. Được ha. Em không muốn thằng nào không. Xin lỗi, nhưng mà đã nghe quá kinh khủng. Bây giờ cái gì ta? Xin lỗi, xấu hổ thiệt luôn á. Rồi vậy ha, còn bữa đó hai đứa em ở hai bên cánh ha. Rồi, chờ chạy nhanh bay nhép luôn đi.